9 giờ mấy rồi hả? 9 giờ 10. Trời trời trời. Không biết. Bạn kia như nãy bạn chưa đi xe. Nãy quay rồi quên luôn. Không chứ không phải vậy nè. Chẳng liên quan, con nhỏ chẳng liên quan. Chắc là tự nhiên họ có cái chi trong người họ rồi. Chị không lộn với chị luôn á. Chị đó. Mà đã khi họ lộn với chị đó nghe. Mà họ là ngược lại với chị. Không biết họ suy nghĩ sao. Mà tự nhiên đó lại như chắc có bà mẹ chồng chị cũng kể chi với bà đó rồi bà mới vậy chứ biết đâu nhiều khi mình không lò mà người ta kể thêm cái bớt vô rồi không biết được. Mẹ chị ừ. Trách chồng như trách gì mình thì họ kêu con giàu như con ghế hết năm tháng rồi. Ủa chứ mà như hôm bữa bà đủ bà không đủ rồi chẳng lẽ như bà chị giao rồi thái chị rồi cũng không đủ đi à? Đau thôi chứ cũng đâu có sơn nuôi an sơn trà làm bơi cả qua đồng với đồ nuôi an có nhà sơn cho mình nuôi đi. Hôm bữa nó đúng nhỏ la quá kìa, con nhỏ tao ta thấy còn trời mà chị ra. Ừ. Tiện
mình nuôi ông bỏ không nuôi nếu tiền ta đồn thôi bà điệu thằng nó thử cách trợ cấp cho hai chồng con bà điệu thọ ta rồi ta ở riêng số hai chắc qua qua nhà chị ở cái đất của ông bà mà không về quê luôn á, mình bán là về quê luôn rồi, đỡ đỡ bay đi, là thôi cứ cầm, xíu nữa về đi chị, cái gì bán trở về, nhà ngoài đường nó trong hẻm, mặt phố. Mưa qua hay sông? Hả? Mưa qua hay sông? Còn sẵn không? Làm gì? Từ vô rửa mẹ kìm chị với. Rửa mẹ với chị lấy lẻ luôn. Rửa răng. Từ rửa sao cho nó sạch, rửa có sữa nó mệt đó. Rửa sữa mẹ đó. Thôi giờ mình cũng chán nhà được, nhiều lúc mình cũng chán càng nhà được lúc là nhiều lúc mình như là buông xuôi ra rồi chán quan tâm mà nói chứ số có dắt cho biết không quan tâm cho được mà. Thấy từ rồi không có nói chi là chồng gì á, thấy từ không có nói chi là cho ba mẹ ít hay là mua cho ba mẹ cái này cái kia gì không? Ừ. Vậy đó hả? Ê, làm Tuấn được hả? Mở máy tiền ổng nè, tiền chị. Ông gồng kiểu ra nó chị không biết nữa, có âm. Chị mà 6 triệu dữ vậy, tùy theo sức của mình chị cái tiền gieo, chị nói đây nè, anh này, lúc mà mình cáo thì không rèn hết. Nhưng mà cái nam này dịch giỏi, mới người lộ ra tiền thì anh mua cái túi anh rèn, nó thấy hợp tí thì thôi chứ. Nhưng mà chị anh phải gồng lên đấy rồi, triệu thôi, triệu nó không tới đâu. Cái rèn không tới đâu. Mà đang thay ổng đưa tiền cho ba mẹ ổng, không đưa tiền cho ba mẹ chạy. Có nhìn lại chứ đưa cho bà Lê.